giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày kia. Xin chào tất cả các bác ạ. Vâng, các bác đam mê đồ audio trên toàn quốc. Vâng, hôm nay thì chúng em giới thiệu với các bác một chiếc đầu Zelon The Long ạ, 1650GL, là một chuỗi nhôm đen kịch số của dòng 16, kịch số đuôi GL là đuôi kịch mốc ạ, và được thiết kế rất đẹp. Mặt thì mặt và lắp của em nó là mặt gôn vàng rất đẹp. Chiếc này thì được đánh giá là được nhiều anh em chơi thì là gọi là rất là yêu thích, bởi vì là chiếc cũng rất lành. The Long thì một trong những thương hiệu cũng tương đối nổi tiếng của Nhật, rất nổi tiếng của Nhật, dùng từ Nhật. Với thiết kế của chiếc này thì rất đẹp, và mắt mũi thì rất đơn giản. Ví dụ như các bác mà chơi sau này nó có bị kén đĩa mà bị lỗi mắt thì thay mắt rất đơn giản, vài 300.000 là xong. Vâng, đấy thì là với thiết kế đặc biệt, hai hồi gỗ piano bóng đẹp, hàng em ship Nhật về nha các bác nhá, còn rất đẹp ạ. Mắt thì thả vào cái là chạy luôn. Chiếc CD1650 này thì có một cái giá rất là êm dành cho những bác mà yêu thích đầu CD, thì để mà giá thì cũng rất là dễ nghe, rất là dễ chịu. Giá em cũng báo các bác công khai luôn là 11.500.000. Vâng, nó không như mấy em tech 25 rất là đắt. Chiếc này thì để mà đọ về chất tiếng với tech 25 thì cũng không thua kém là bao nhiêu, và cũng rất hay, sang trọng, lịch sự, lịch lãm trong một bộ âm thanh, mà với một những chiếc âm ly mà có hồi gỗ nữa thì ghép vào thì rất là đẹp đấy ạ. Vâng, đấy, hôm nay em giới thiệu với các bác cái model
1650 GL này cũng là một trong những model mà được rất nhiều người yêu thích. Đấy, trong có em có cửa và tất cả một loạt tinh chỉnh vi chỉnh đây, chọn bài chọn vùng rồi cái này là volume. Vâng, đấy thì rất đẹp. Vâng, và chiếc đó được thiết kế thì cũng mắt mũi cũng đơn giản, không phải là khó kiếm, rất là dễ. Model này một trong những cái model đáng để chơi và điều khiển điều khiển đầy đủ các bác nhá. Đây em thử test luôn. Chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Chỉ có thả tay là đọc thôi. Vâng, rất nhanh. Mắt mũi rất cấu. Mà em mở là mở đĩa cóp nha các bác nhá. Của bác Toàn Nguyễn ạ. Chương trình của bác Toàn Nguyễn. Bước trên đường về rất dẻo dắt các bạn. Thương nhớ em âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa em ấm. Các bác mỗi ngày em có thể giới thiệu cho các bác một đến đa sản phẩm. Bác xem dừng lên em say vô bờ. Em nói bằng đăng ký mẹ nút chuông để luôn luôn cập nhật những sản phẩm đồ xưa cũng như là những chiếc đầu CD, chiếc đầu băng cối em cập nhật hàng ngày. Các bác có thể ấn đăng ký để luôn luôn biết đến những cái sản phẩm mà shop chúng kia anh em luôn luôn cung cấp cho anh em, và ấn nút chia sẻ để bạn bè anh em mình cùng biết đến kênh của chúng kiên cassette em ạ, và cũng biết đến những cái sản phẩm của shop em cung cấp, và ấn nút like để ủng hộ kênh chú Kiên em. Em xin chân thành cảm ơn. Trước này em cũng báo giá luôn với các bác rồi ạ, là giá là 11.500.000 chưa bao gồm phí ship. Vâng, khiển cũng đầy đủ ạ. Vâng, em xin cảm ơn, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác. Vâng.